À, sau đây thì chúng ta cùng đi tham quan một cái vườn mà bị hiện tượng là rụng chuỗi tiêu trong giai đoạn mùa mưa bão. Đặc biệt bà con để ý là hiện tượng này gặp rất là nhiều. À, là sau những cái đợt mưa lớn thì cây tiêu chúng ta là bị rụng chuỗi rất là nhiều đây. Thì trong quá trình mà quan sát và thăm dò chủ vườn thì Quyết sẽ chia sẻ cho bà con mình một cái kiến thức nhỏ nhỏ. Đó là sao ạ? Như cái vườn này á, là đặc biệt là bà con chú ý đó là vấn đề mà bón phân mất cân đối giai đoạn mà cây tiêu ra hoa và đậu trái, và cái hàm lượng mà mất cân đối về dinh dưỡng, đặc biệt là thành phần kali, nó cũng bị yếu, bị thiếu. Cho nên là khi mà mưa nhiều thì cái cây tiêu chúng ta là hút nước nhiều. Hút nước nhiều thì là các cái tế bào chúng ta nó bị trương lên. Nó trương lên, đặc biệt các cái tầng rời này này nó bị trương lên, và nó hàm lượng kali nó rất là bị rửa trôi nữa, cho nên cây chúng ta sẽ bị rụng. Bị rụng. Cho nên bà con lưu ý khi mà cây chúng ta mà để khắc phục cái tình trạng này thì bà con chúng ta cố gắng là chúng ta tăng cường cái hàm lượng là bón phân kali, và chúng ta phun kali trên cây để bổ sung kịp thời. Đồng thời chúng ta kết hợp với các thành phần là bo canxi để giúp hạn chế tình trạng chống rụng trái. Đặc biệt thì Quyết cũng xin giới thiệu hiện nay có một số bà con chúng ta sử dụng cũng khá thành công về cái dòng sản phẩm đó là BK Amino của công ty Thị Kim Sinh. Thì nếu mà bà con mà phun mà thiếu hàm lượng kali thì bà con bổ sung vào, thì chúng ta sử dụng cái thành phần BK Amino, trong đó có thành phần bo amino và kali, đặc biệt hàm lượng kali rất là cao, để bổ sung kịp thời. Chúc bà con chúng ta thành công.